Rồi hello. Hello anh em đã ghé lại quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì cũng sắp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 ha anh em ha. Thì mình chỉ còn có mấy em xe để cho anh em đi chơi lễ thôi. Thì ở đây Minh nói anh em luôn ha, Minh có nhận giao lưu trao đổi mọi loại xe, có thu mua xe phân khối từ 150 tới 1000 phân khối, hoặc là tay ga SH 125 tới 350, nói chung là hầu hết những xe đẹp xe can là đều thu hết nha anh em. À, anh em có xe muốn bán cứ liên hệ mình ở quận 6, anh em thủ tục nhanh gọn, nếu anh em đủ giấy tờ thủ tục chỉ 5-10 phút là xong. À, hiện tại thì mình có về em R15 biển Sài Gòn nè, R15 quận 8. Hiện tại con này mẫu 220 nha anh em, mẫu 220 là cái này nó bằng nhám nè anh em. Mẫu 220 là cái này nó bằng nhám. Cái này bóng. Đó, à, thì con này là 4000 cây nha anh em, mới mua về luôn, bây giờ gỡ ra để vệ sinh hết sạch sẽ bên trong rồi mới giao cho anh em. Con này mới đi 4000 cây thôi nha anh em nha, biển Sài Gòn quận 8 nha anh em. Đó, con này bán 50 mấy triệu thôi, rẻ thôi anh em à. Cho có anh em xe chơi lễ nè. Đó, bây giờ rửa ra nhanh luôn, làm cấp tốc luôn anh em. Rửa sạch sẽ luôn, xe rất là mới anh em thấy không? Nhưng mà vẫn phải rửa anh em. Đó, nhìn đây, quay rất là mới. Rồi, tiếp. Vô đây là nhân vật chính nè. À, hôm nay là mình có một cái em gọi là cái em Z3 với lại CB300. Thì bây giờ mình sẽ review cái em này cho anh em xem. Rồi, chiếc xe này rất là can luôn và chủ cũ rất là giữ xe luôn. Xe này thì biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Rồi, thì bây giờ mình nói thẳng vào con xe này trước cho anh em. Thì con này á thì có lắp bô AK, bát điện thoại, xi nhan, báo số. Còn nó đã bảo dưỡng gì, xe này mới đi mười mấy ngàn thôi nha. Bảo dưỡng nè, là đã thay bộ nhông sinh đĩa mới xịn. Bộ nhông sinh đĩa mới xịn. Đó, đây anh em thấy chưa? Thấy không? Trong clip thấy rõ không? Rồi, thay lọc xăng, motor, bơm xăng, rồi bạc đạn. Nói chung là những cái này là anh em đi xe là anh em phải bảo trì nha anh em. Khi anh em đi xe thì anh em phải chăm chú cái này, thẳng clip này á mình quay cho anh em coi luôn. Rồi anh em phải đi một thời gian, anh em phải vệ sinh heo dầu, tại vì con này từ 2017 tới giờ rồi. Đó, anh em phải, anh em để không anh em cũng phải vệ sinh nữa. Vệ sinh heo dầu nè, vệ sinh họng ga nè, bồn đốt nè, rồi thay dầu phục trước nè, rồi bôi dầu bạc đạn chán cổ đó. Rồi con này cũng đã thay nhấc máy rồi nè, rồi thay bình ắc quy motobat đó. Thì nói chung là bảo trì bao nhiêu là mình đã ghi vô đây hết, chủ đã ghi vô đây hết cho mình để anh em sau người ta dễ chơi. Mua được những xe này từ chủ á rất là dễ thương luôn, chủ rất là dễ thương. Thì những cái này anh em mua xe về, anh em mua xe đi thời gian anh em vẫn phải làm nha anh em. Đó, còn này người ta làm hết cho anh em. Đó, những cái mà anh em muốn, nhiều anh em có quay clip hỏi mình là à, anh Minh ơi hướng dẫn cách bảo trì xe đây, thì mô tô chỉ vậy thôi. Mô tô là chỉ nè, nhông sinh đĩa nè, rồi dĩa thắng nè, lọc xăng nè, mô tô nè, bạc đạn nè. Bạc đạn là anh em quay bánh á, cái bánh này anh em nó quay á thì thời gian cái bạc đạn nó sẽ không chận, còn chân chu như mới nữa, là anh em phải thay bạc đạn. À, là những cái đó. Rồi vệ sinh họng ga, rồi bugi được, mấy cái đó là anh em biết rồi ha. Đi xe nhỏ xe lớn gì cũng phải làm. Đó, thì xe này, những xe này là đã liệt kê trong cái bảng này đã hết rồi. Là xe này chỉ về chạy thôi anh em. Đó, cái này là bô xin còn luôn nha anh em. Cái này là chủ xe lên tay thắng nè, chống gãy nè đó. Gù rất là đẹp, xe rất là keng. À, tổng cộng tiền bảo dưỡng con này là 14.200.000 cộng 600 cộng 1.400.000, cái bình là 1.400.000 anh em. Là gần 16 triệu. Gần 16 triệu. Chưa tính tiền là gắn bô, bát điện thoại, xi nhan, báo số là 6 triệu. À, có ghi liệt kê hết, chủ rất là kỹ, con này chủ rất là kỹ, mình rất thích anh chủ này. Rồi. Thì con này thì có lên báo số nè. Báo số. Rồi hai chìa khóa còn đầy đủ, giá đỡ điện thoại nè. Đó. Rồi thì bây giờ báo bình nè anh em, chỗ này là cái báo bình. Anh em nhìn đây, bình xăng nó mới tinh. Đó, rồi. Đề máy lên cho anh em nghe. Chống đổ nè ha, những cái cần thiết là chủ xe đã lên hết. Đó. Rồi, để mà cho anh em nghe tiếng bô ha. Cái bình chịu 6 luôn ha, cao quá. Đó là tiếng bô của Z3. Cho anh em coi. Cho anh em coi cái dĩa nè anh em, soi vô đây. Dĩa rất là đẹp luôn, mới lắm anh em, cực keng luôn. Thì con này ABS trước sau rồi,
keng, rất keng luôn anh em. Có khi chủ đi giữ rất là keng xe. Coi anh em coi nè, xe đã lên đèn led nha anh em nha. Con này zin đó là halogen. Xe này chủ đã lên đèn led để cho anh em này mở lên mới có đèn. Đó, pha code nè. Đó, mở cho anh em pha code. Đó anh em ha. Rất là sáng luôn. Nói chung là anh em đi là không cần gắn thêm trợ sáng nha anh em nha. Đặc biệt không cần gắn thêm trợ sáng rồi. À, BB Mét 6 có thể ngồi xe này để anh em ướm chừng cái. Nói chung là xe này mua về chỉ chạy thôi, không làm gì hết anh em. Chủ quá kỹ. Những anh chủ cực kỳ kỹ tính là cực kỳ thích. Cái yên nhớ cầm nha, cái yên Z3. Rồi ok. Ốc bên nâng là đã lên hết nha anh em nha. Ốc bên nâng lên để làm cái gì? Là để mình bên lên cho đẹp giống như cái bên của mình á. 1m6 nè anh em. Đối với 1m6 thì đi con này rất thoải mái. Chốt anh em một câu, rất thoải mái. À, con này thì mình bán 80 mấy triệu thôi nha anh em nha. Anh em cần thì cứ alo. Số điện thoại của mình đây nè. Đó. Số điện thoại mình. Địa chỉ mình là ở quận 6 nha anh em nha. Anh em cứ lên Google bấm Minh Biker là ra địa chỉ mình quận 6 nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là sẽ quay cái MCB300 này. MCB300 này cực lướt luôn nha. À, còn sổ bảo hành luôn, mới bảo hành một lần thôi nha anh em. CB300 này mới bảo hành một lần, còn sổ bảo hành đây. Ê, sổ bảo hành của em nó nha. Rồi quay gần đây. Sổ bảo hành thẻ rồi đầy đủ nha anh em nha. CB300 biển số Sài Gòn nha anh em. Con này thì siêu mới rồi, không có cần gì để nói hết. Thì em này thì mới bảo hành lần đầu thì khoảng tầm 1.000-2.000 cây. Thì em này là 2.800 cây nha anh em. 2.800 cây. Mới 2.800 thôi anh em. Con này mình bán 90 mấy triệu thôi nha anh em. Anh em inbox mình là có giá tốt hết nha anh em. Rồi thì con này BB có thể vô chạy. Thì mình sẵn luôn mình so sánh giữa CB300 với lại Z300 nè anh em. Rồi mấy sáu ngồi xe qua đây góc này quay nè mới thấy rõ. Không quay thấy cái chân mập. Con này với lại con Z300 nào cao hơn? Con này cao hơn cả khúc nha anh em. Nhưng mà 1m6 đi vẫn bình thường. Rồi ok anh em. Rồi quay đi. Quay. Rồi. Thì á, sẵn tiện mình sẽ so sánh luôn cho anh em giữa con Z3 và con CB300. Thì á, CB300 được cái đó đời nó cao hơn anh em. Nó là 220 trở lên. Đó thì đời nó cao hơn. Nó một máy thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn cho anh em. Đó, nhưng mà cái mà nó không mạnh bằng, có nghĩa là nó không mạnh bằng Z300. Thì dù sao CB300 nó hai máy đi đường xa hoặc là mình chạy nó rất là sướng. Nó sướng hơn, nó êm hơn là cái dòng một máy nha anh em. Nhưng mà một máy được cái là sẽ tiết kiệm xăng. Thì Z3 bây giờ giá nó sẽ tốt hơn. Tại vì Z3 là sau con CB300 tới 3 năm lận anh em. Đó. Thì con này á thì chủ xe đã lên nè. Còn kính zin đúng không? Còn kính zin. Rồi đã lên bảo vệ các nước với lại chống đổ. Anh em có thể thấy anh em đỡ tốn, mua về đỡ tốn ha. Sẵn có người rô đai sẵn cho anh em luôn. Thì xe rất mới rồi. Còn con này thì chủ là một người phải nói là kỹ tính và rất là khó tính. À, mình mua được con này cũng là một điều may mắn. Đó, thì anh em mua con này về là chỉ có mướt thôi. Về chạy chỉ có mướt thôi anh em, không có gì hết. Đã lắm luôn, con xe mà mình đẹp, thu cảm thấy rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là MR15. Em này thì độ keng phải khỏi phải bàn, thì đồ chơi thì đầy đủ. Có chống đổ, xi nhan, tay con độ, tay thắng. Người ta chế cho thắng nó mượt hơn. Hai chìa khóa đầy đủ thì em này rất là lướt. Em này là biển Long An anh em nha, 62. Em này mới chạy có 4.900 cây. Rất là mới, xe mà 4.900 thì sẽ rất mới anh em. Em có thể quay con xe cho anh em coi. Xe rất mới, từ cái da nệm. Cái da nệm cho tới cái bánh xe. Đó, anh em thấy bánh xe rất mới. Nói chung là xe 4.000 cây thì nó phải mới tổng thể. Đó, từ cái gấp luôn, mọi thứ đều mới và keng xà beng. Đó, rồi.
Anh em mua thì cứ liên hệ cho mình hoặc qua shop mình để xem xe trực tiếp. Rồi, còn đây là em CB300 ha, mình báo giá hết rồi cho anh em nha. Anh em cần thì, và anh em muốn theo dõi thì vô Bay Minh Maker để theo dõi xe. Và mình có nhận thu xe, à con này đúng là 2000 cây ha, vỏ phải còn chỉ đồ siêu rồi luôn ha em ha, đúng không? À, rồi ok anh em, vỏ con này cũng đâu có kém gì đâu em, cũng mới mà. Rồi, vậy thôi ha anh em ha, clip mình sẽ kết thúc ở đây. Và mình sẽ nhận thu mua nhiều loại xe. Anh em có xe bán thì cứ liên hệ cho mình ha anh em ha. Đó, đây xe mình về vệ sinh nè. Đó, những con xe mình còn đó bán cho anh em. Tháo ra vệ sinh cực lắm anh em, chứ không có sung sướng gì đâu. Nhưng mà để đem tới cho anh em một con xe đẹp đó là mình sẽ cố gắng, anh em ekip cố gắng hết mức có thể. Rồi, 1m6 làm tiếp nha, 1m7 làm đi. Rồi, cảm ơn anh em nhiều, bye bye.